rất vui được gặp lại các bác ở video clip giới thiệu các sản phẩm của cửa hàng âm thanh vàng của Cương Audio. Các bác thân mến, ở video này em sẽ giới thiệu đến các bác một bộ combo có thể nói rất là đẹp về hình thức và hay về chất âm của hãng Denon. Đây là một bộ combo như trước mắt màn hình các bác đã thấy và trước khi đi tìm hiểu cụ thể đó là dòng đen nào thì các bác có nhu cầu mua sắm hay tư vấn phối ghép, xin vui lòng liên hệ với chúng em qua số điện thoại trên tấm biển. Và hiện nay thì các bác có thể trực tiếp đến cơ sở chúng em ở Hà Nội để lựa chọn mua sắm những thiết bị audio mà mình yêu thích. Trước hết ở dưới tấm biển xanh, các bác nhìn thấy ở phía trên, đó là một chiếc đầu CDD nâu QS10 25 mã. Đây là dòng đầu 2 trong 1 nó vừa chạy CD và vừa giải mã DAC. Ngoài việc chạy CD ra, các bác có thể nghe nhạc từ đĩa CD. Thì ngoài ra các bác có thể sử dụng những nguồn nhạc ở trên mạng mà các bác mua nó trong trẻo chi tiết rõ ràng hơn thì các bác cần sử dụng đến bộ giải mã DAC của nó. Việc sử dụng giải mã DAC thì nó làm cho bản nhạc sẽ trong sạch chi tiết và sắc nét hơn và chiếc đầu này nó rất là gấu các bác nhá có thể nói trong phân khúc và trong tầm giá thì dòng Denon qs 12 la mã này được đánh giá rất là cao và được rất nhiều bác yêu thích dòng model này dòng này thì nó trước mặt nó sử dụng mặt màu vàng chanh bó góc bốn góc cạnh nhìn rất là vuông vắn một thiết kế đời cao tất cả những cái con ốc của nó thì các bác nhìn thấy đều được nó mạ bằng một lớp vàng Bên ngoài nhìn con ốc của nó rất là vàng Không bị hàn gì Chế độ nách bài sit-top play Đường ra vào đĩa này Đường ao này Rồi là chúng ta có thể chọn chạy CD optical này Rồi là co này Ở phía trên đó là chiếc đầu CD Đenon QS10 hay là mã Chiếc đầu này nó rất là nặng chúng TA bê khá là nặng tay. Ở phía dưới thì các bác nhìn thấy đây là một chiếc âm ly của hãng Denon, đó là dòng model QS10 25 mã. Như vậy thì các bác thấy đây là một bộ combo của nó, đều là dòng QS10 25 mã. Dòng này thì cũng mặt sử dụng mặt màu vàng chanh, được thiết kế đều bo các góc cạnh được bo với nhau này các bạn nhìn thấy rất là sát rồi này, em quay rất là sát luôn này, dù rất là gần, mặt màu vàng chanh không bị han gì gì cả. đây là một bộ combo rất là vừa vặn với nhau, chiều cao kích thước, chiều ngang thì nó sen với nhau, còn con âm ly thì nó sẽ dài hơn. sau đây thì em cùng các bác quan sát một vòng tổng thể. các con ốc của nó đều được mà bằng lớp vàng này kể cả âm ly này đây là dòng âm ly đời cao dòng này thì nó thích hợp những cái công nghệ rất là hiện đại đương nên các linh kiện rất là cao cấp do đó thì chất âm của dòng Denon QS10 này hay là mã này thì rất là tuyệt vời chất âm của dòng Denon QS10 hay là mã này thì nó hướng đến độ trong sáng độ chi tiết Đấy. rất là rõ ràng sắc nét đây là toàn bộ ở phía sau của nó này. Các bác nhìn thấy đây là đường phono, CD tuner này, AUX 12 này, cổng thép này. Rất là nhiều. Rồi là đây là cọc kết nối tín hiệu đi vào. Trên là cầu A và dưới là cầu B. Dòng này thì nó có trở kháng rất là rộng. Các bác nhìn thấy speaker của nó này. Đối với cầu A, đánh riêng cầu A, của B thì nó có trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Còn đối với đánh hai cầu A cộng B thì nó có trở kháng là từ 8 đến 16 ohm. Và công suất tiêu thụ điện của chiếc âm ly này là có công suất là 300W và nó chạy nguồn điện 100V. Đây là rắc cắm ba chân tín hiệu nguồn điện vào đây. các bác nhìn thấy này. Kể cả những con ốc của nó đây. Các bác nhìn thấy nó vặn rất là chất lượng rồi. Chiếc ly này nó được ra đời năm 1997 và giá xuất xưởng của chiếc âm ly này lúc đấy là 230.000 yên Nhật. À. Về tình trạng của chiếc âm ly này thì các bác khỏi phải bàn rồi, nó quá đẹp. Nó quá là xuất sắc luôn. Lần nữa thì em sẽ tháo và quay lòng phèo của chiếc âm ly như này để các bác cùng quan sát về nội thất của nó bên trong. Đây là mặt sau của chiếc đầu Denon QS10 hay là mã này. Hai dòng mô đen này thì nó đều sử dụng rắc 3 chân. Dòng chiếc đầu này cũng chạy nguồn điện 100V. Đường xuất tín hiệu ra này. Đây là đường tín hiệu. Đây tín hiệu từ đường đồng trục hay đường quang vào này. Và nó cũng có đường xuất tín hiệu từ đường đồng trục và đường quang đi ra các thiết bị khác. Và chiếc đầu CD Denon QS10 hay là mã đẹp tinh tươm như thế này thì có giá dưới 18. Chiếc âm ly Denon QS10 25 mã này có giá 23. Các bác nhìn thấy về tình trạng của nó rất là đẹp. Hàng đẹp và tuyển chọn kỹ như thế này không vết chảy xước gì đâu. Zin nguyên bản hết. Có giá 23. Hiện nay thì có thể có những cửa hàng có thể có thể giá thấp hơn. Nhưng tuy nhiên thì nếu mà so về chất lượng của sản phẩm thì chắc chắn sẽ không bao giờ có cửa sánh với con này vì con này nó quá xuất sắc có thể nói chiếc đi này chỉ còn thiếu mỗi cái thùng xốp thôi và để sau đây thì em sẽ tháo lòng phèo của chiếc âm đê nông quyết 10 hai la mã ra để các bác cùng chiêm ngưỡng về nội thất của nó bên trong rất là gấu nó sử dụng hai biên thế Đây là toàn bộ lòng phèo của chiếc âm ly đê nông quỹ hai la mã các bác đã nhìn thấy này ở bên này là nắp đậy của nó đây bên trong nắp của nó thì vẫn còn nguyên cả những cái lớp mút như thế này Đấy. trên bề mặt của nó này các bác thấy nó không có bất cứ một vết chảy xước nào cả rất là đẹp Dòng này thì các bác thấy được thì nó sử dụng hai biên thế ở bên trong. Nó hai biên thế của nó được bố trí nằm bên dưới tấm miếng đồng này. Ở đây một cái và đây một cái. Và dòng này thì nó sử dụng hai con tụ lọc này. Đây là các uh, linh kiện của nó. là dòng đời cao cho nên thì nó được lựa chọn những linh kiện rất là chất lượng. Do đó thì đem đến âm thanh thì rất là tuyệt vời. Dòng này thì chúng ta có thể đánh được rất nhiều các dòng loa. Ví dụ như các dòng loa B và VK 604 S2 S3 rồi là 603. Rất là nhiều vì những dòng này nó lại có tính năng đánh đi dai. Ngoài ra thì các bác có thể đánh những dòng loa bốt này, loa Vega Infinity hai những dòng loa của onkyo, diatone đấy, rất là nhiều. Có nhìn thấy nó các uh, linh kiện của nó bên trong thì vẫn còn bụi bặm. À, ở dưới này cũng vậy này. còn rất là bụi. hai uh, sò của nó được bố trí hai bên uh, ở miếng tản nhiệt này. Rất nhiều những linh kiện dày đặc ở bên trong Chiếc âm ly này thì ra đời năm 97 Một Năm sản xuất thì cũng Không quá là lâu Như vậy thì các bác thấy được Thì toàn bộ lòng phèo của Chiếc âm ly này rất là gấu Và Chiếc âm ly này nó nặng lên đến 30kg Khá là nặng các bác ạ Một bộ combo này của nó Trồng lên nhau thì Khá là nặng Như vậy thì các bác Đã được quan sát toàn bộ lòng phèo Của chiếc âm ly Denon QS12 La Mã rồi Và em cũng đã giới thiệu đến các bác Một bộ combo của nó rất là tuyệt vời Có thể nói Chúng ta để trưng bày đẹp về hình thức và hay về chất âm. Đây là chiếc đầu CD Denon QS10 25 mã, vừa chạy CD và vừa giải mã DAC để nó rất là vừa vặn với chiếc âm ly này. Và em xin nhắc lại thì chiếc đầu này có giá dưới 18, còn chiếc âm ly có giá 23. Rất là đẹp các bác nhé. Kể cả những cái lớp mút như này bên trong này còn nguyên si những cái, cái túi bóng như này này tình trạng của nó thì chúng ta không chê được đâu các bác yên tâm tất cả những sản phẩm bao zin bảo hành cho các bác đầy đủ đẹp về hình thức hay về chất âm và cuối cùng thì các bác có nhu cầu mua sắm hay tư vấn phối ghép xin mời các bác liên hệ với chúng em qua số điện thoại trên tấm biển sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip ở đây. Xin chào và tạm biệt các bác.